Bismillah. Các sunnah fitrah, một cách nói đặc trưng bởi tính năng tự nhiên mà Allah đã tạo hóa cho con người. Ngài yêu thích họ ở trên hiện trạng một cơ thể đẹp nhất và một hình ảnh hoàn thiện nhất. Vì thế mà Islam khuyến khích họ làm những cái điều fitrah sau đây. Bởi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã từng nói: Khamsatu min al-fitrah al-khitan wal-istihdad wa taqlim al-far wa natf al-ibit wa qasu sharib wa halq ana. Năm điều là từ bản năng tự nhiên, gồm cắt da quy đầu, tẩy lông vùng kính, hớt móng, nhổ lông nách và cắt ria mép. Việc tẩy lông vùng kính có thể dùng dao cạo hoặc lưỡi lam, hoặc có thể dùng chất tẩy triệt lông giống như ngày hôm nay. Và việc cắt da quy đầu là nghĩa vụ đối với nam giới, và điều này khuyến khích ở trẻ nhỏ ngay sau khi chúng được sanh được 7 ngày, vì đây thời gian tốt nhất để cho chúng phục hồi và lớn lên trong cái hiện trạng hoàn hảo nhất. Việc tỉa ria mép nên hớt hoặc tỉa sát nhằm mang lại vẻ đẹp và sự sạch sẽ, và nhằm tạo hình ảnh đối lập với người vô đức tin. Việc cắt và hớt móng tay chân là làm đẹp cơ thể và loại bỏ các chất bẩn tụ bên dưới các móng. Việc nhổ lông nách là loại bỏ lông ở vùng nách, và được phép dùng nhiều cách hiện đại như ngày hôm nay, có thể dùng tông đơ hoặc cạo, hoặc dùng đến cách triệt lông, bởi nó sẽ mang lại sự sạch sẽ và khử đi các mùi khó chịu. Ngoài năm điều fitrah vừa nêu, khuyến khích nam giới nên chừa râu, bởi sẽ đang là sự lịch lãm và nam tính hơn, và chà răng bằng que siwak đối với cả nam lẫn nữ, súc miệng và rửa các khớp ngón tay chân. Các khớp ngón tay chân đó là những cái phần u ở bên trên các ngón tay và các ngón chân, trên đó có những nếp nhăn và những cái bụi bặm có thể thường hay bám vào trên đó. Bởi theo hadith, bà Aisha, mẹ của tín đồ có đức tin, đã thuật lại lời khuyên thứ sallallahu alaihi wa sallam: Asharu min al-fitrah qasu sharib wa i'fa wa siwak wa istinshaq al-ma wa qasu al-athfar wa qasu barajim wa natf al-ibit wa halq wa intiqasu al-ma ya'ni al-istinja wal-madmalah. 10 điều từ bản năng tự nhiên gồm cắt tỉa ria mép, nuôi râu cằm, chà răng bằng que siwak, súc mũi, cắt móng, rửa các khớp trên ngón tay và chân, nhổ lông nách, tẩy lông vùng kính, tiết kiệm nước trong vệ sinh, tiểu tiện và súc miệng.